Tôi cùng chia sẻ với các bạn cấu trúc bên trong của một chiếc Li Hoa Nhật Linh đời mới các bạn nhé, đời 2018 này. Đấy, mình vừa mới đặt mua về trên chính công ty của Nhật Linh, Li Hoa Nhật Linh luôn. Đây là bên mình vừa mới dùng máy máy sấy để bóc cái tem bảo hành các bạn này. Đấy, vẫn còn nguyên vẹn hai tem hai góc. Vẫn đủ tiêu chuẩn để bảo hành cho máy các bạn. Mình bóc ra để xem cấu trúc bên trong thôi chứ thực ra không có vỏ quạt gì nhiều. Đấy thì gồm có một máy cái biến áp tự ngẫu. Thành đường quét nó đang còn sáng quắc đồng này. Nó dùng cái máy mặt trà trà. Đấy, một cái bộ mạch này. Vẫn là dùng hai con típ 41 42. Dùng op amp để so sánh. Vẫn như cấu trúc mạch cũ, thêm bao bảo vệ quá áp. Ở đây gồm có hai CB, mặt trước của nó có hai CB đầu vào và đầu ra, chọn hai chế độ, một là chạy trực tiếp đầu vào cho ra đầu ra luôn, hai nữa là chạy qua Li Hoa. Gồm có một bộ so sánh, một bộ hiển thị áp này, bốn kế này và dòng âm kế, một công tắc để chỉnh chế độ xem điện áp đầu ra và xem điện áp đầu vào, một cái điều chỉnh điện áp theo mong muốn để cho đạt tới giá trị điện áp mong muốn. Đấy, trên đây là toàn bộ cái Li Hoa mới mình mới mua về vừa cùi hộp các bạn. Chia sẻ cho các bạn xem về một số anh em không có điều kiện để bóc con Li Hoa này đâu, mình chia sẻ với các bạn. Đây là ngõ ra của nó, đầu vào đầu ra, ra 110 là 220, con này bảo hành 4 năm các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.